rồi. Ủa trước đang nhảy rồi hả? Ê dứt ảnh lấy rồi. Với chúng em thôi, với anh đâu, anh quay anh đâu có đi đâu coi em. Lát cô Vương ra con. Cô Vương lát ra, bữa nay không có đi xô. Còn vlog. Yeah. Có lát em anh đăng liền. Dứt, khách đưa tiền dứt. Nổi tiếng như nào cũng bán
lâu quá nó đỏ tôi về. Bắn tôi có đồn cái tôi còn nghe nữa chứ này hiểu không? Thiệt. Vì tiền nói còn nữa mà mấy cái. Trời ơi, nhớ luôn, gì dứt nhớ luôn. Đó, cô không nói đó là. Tại hai chục người sao, khỏe không? Giờ mắt, mắt nó bắt bảo lớn nhỏ vậy. Bắn mắt. Ủa, bắn mắt luôn à. Ra đi cắt mắt lại. Rồi, trả tờ ra giữ được trăm đúng không? Anh phải tiền vợ mua đấy không? Vợ cho trăm tiền vợ. Chín tờ nhiêu, chín chín ngàn trăm, bo ngàn luôn. Mình chia tay nha, mình chia tay nha. Cái này nghèo quá không dám mua hết. Nghe nó 3 triệu sợ quá hết dám mua. Mai làm bộ móng gì ra bán đi chứ. Làm không có đâu ông làm cho. Quyên Dương. Tối. Tối mình. Thì có mắt rồi, có cười gì đâu. Cầm hai thôi. Bơm á, mốt bơm giống bạn, khuôn mặt là đỏ, cơ giống bạn, trời giống đầu lăn quá má, đầu lưng, là ớt đầu giống tôi như vậy tội, ngon em tôi á má, bà đồ sửa bên sang con nó sao đi sửa được, nó đi sửa người ta cho bà sửa nó sao được, bà nè, cũng cái bàn tay nè má, ờ thì đó, em gái tôi. Quá nói em gái bóng mới gì chứ quạo vậy? Anh kia tôi là đẹp trai quá trời. Anh là giàu, tại gia rồi. Tại gia mới về nước. Anh này vừa từ mới về nước. Anh ta tại gia giàu sướng, đúng giàu già. Tự là bao la. Chớp, anh này là rapper đó chớp, nổi tiếng quá má chớp. Chớp rap gáp vài câu, cái ảnh đi chớp. Vài câu đi. Tiếng gì? Tiếng Đài Loan. Rap, rap, rap. Tiếng gì? Campuchia. Campuchia. I love you, ok. I love you too. Love on God, love you too. Money, money. Cái gì mà đô la? Money. Money gì? À, bon salon, bon tay. Nó tiếng cầm nè luôn. Biết nghe không? Bon salon, bon tay. Anh này gì từ Mỹ nè, anh này mẹ giàu lắm. Chị kiều không á chứ. Quận 8, quận 8. 285 với phường. Ở bây giờ chức sẽ đi theo anh luôn nè. Không, không có. Thôi, anh giỡn á, anh không phải gì kiều đâu, đừng đi theo. Lé lé, anh này hát nhạc giáp hay lắm lé ơi. Lé anh đừng chiên. Anh hát nhạc giáp hay lắm á. Lé, lé. Hát nhạc giáp. Hát nhạc giáp số 1 luôn á. Ngồi đây nha, cả bạn ngồi đây. Ngồi đây mát hả. Anh Long hát ta mọi người câu rap gì vậy anh Long? Để đi chất lượng rồi. Rồi hát đi. Sách kim cha em bố nhạc đi. Ở tính đây chứ không phải rap đâu, cái này đâu phải rap đâu. Trong đọc kinh quá vậy. Rap là hát, bạn giác bạn.
Yeah, này là bồn gà ở nước ngoài. Trời ơi, cứ bắt em đi vòng vòng hoài vậy. Trong bài trai quá trời. Trai mà hay nữa chứ, độc đáp hay lắm chứ. Bây giờ người nổi tiếng có khác chứ không? Xích vô, xích vô con chụp với chứ. Xích vô, xích vô. Xích vô làm gì? Hey. Rồi đẹp quá chứ rồi. Vô chúng cho ảnh đi chứ. Khánh Đức Hoảnh nè. Bài dính không?